Thưa quý vị, vài năm trở lại đây, làn sóng đổ về vùng đô thị vệ tinh trở thành xu hướng của nhiều nhà đầu tư thông thái. Bởi khu vực này gần các thành phố trung tâm, kết nối hạ tầng tốt, đóng vai trò quan trọng trong bài toán quy hoạch hạ tầng của các đô thị lớn. Bên cạnh đó, khi cơn sốt của phân khúc đất nền bị đẩy lên cao thì so với thực tế, shop house, nhà ở kết hợp với kinh doanh thương mại tại các đô thị vệ tinh vẫn giữ phong độ trong thời gian dài. Cũng chính bởi thế mà các shop house thuộc dự án Imperial Grand Plaza Đức Hòa do Mix Group khởi dựng, thiết kế tại Long An đã và đang mang lại cơ hội lớn cho các nhà đầu tư. Thưa quý vị, hiện nay loại hình bất động sản shop house này đang trở thành kênh đầu tư lý tưởng nhờ hội tụ về lợi thế 3 trong 1. Đó là loại hình shop house có thể giúp chủ nhân vừa để ở, vừa kinh doanh hoặc cho thuê kinh doanh mà không phải tốn chi phí cải tạo. So với đất nền và chung cư, shop house có nguồn cung hạn chế nên tương lai sẽ ngày càng trở nên khan hiếm hơn. Tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh, ngay thời điểm này khi quỹ đất nội đô đã hạn hẹp, giá shop house ở mức quá cao thì nhà đầu tư dần chuyển sang shop house tại vùng đô thị vệ tinh với giá hợp lý và có dư địa tăng giá lớn. Và shop house thuộc dự án Imperial Grand Plaza Đức Hòa Long An là một gợi ý hấp dẫn với các nhà đầu tư hiện nay. Theo ông Choi Griff, Phó Tổng Giám đốc Savin Việt Nam cho biết, hiện nay bên cạnh sự thiếu hụt nguồn cung và giá bán nhà ở tăng cao tại thành phố Hồ Chí Minh dẫn đến việc một lượng lớn người lao động đến làm việc tại các tỉnh như Đồng Nai, Long An. Điều này tạo nên động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của thị trường nhà ở tại các tỉnh này và các nhà đầu tư có thể hưởng lợi hợp pháp khi sớm đầu tư vào các vùng đất ven đô nóng bỏng như Đức Hòa, Long An. Còn ông Huỳnh Tuấn Kiệt, giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam nhìn nhận, bên cạnh quỹ đất, dự án khan hiếm thì giá thành cao ở khu trung tâm cũng khiến người mua nhà dịch chuyển về vùng ven để kiếm cơ hội an cư cũng như đầu tư. Bất động sản chỉ cách nhau một con sông nhưng ở thành phố Hồ Chí Minh giá gấp 3 tới 4 lần so với tỉnh lân cận. Đó là lý do nhiều khách hàng tìm đến bất động sản vùng ven để mua. Ngoài ra, những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ về hạ tầng giao thông lên vùng cũng giúp các nhà phát triển bất động sản tự tin hơn khi triển khai dự án ở vùng đô thị vệ tinh. Với nhiều nhà đầu tư và người mua ở thực, đây sẽ là xu hướng thịnh hành trong tương lai. Cũng cần lưu ý rằng, Việt Nam đang dần trở thành công xưởng của thế giới, do đó nhu cầu cung cấp dịch vụ hàng hóa giao thương tại các vùng ven khu công nghiệp sẽ trở thành tất yếu, thu hút khách hàng và tạo nguồn thu đều đặn cho nhà đầu tư nhờ khai thác cho thuê hoặc kinh doanh. Một yếu tố khác cũng khiến bất động sản Đức Hòa Long An tăng mạnh trong thời gian qua, đó chính là địa phương này nằm sát thành phố Hồ Chí Minh, tạo thành các đô thị vệ tinh. Do đó, phần lớn cư dân sẽ chuyển ra sinh sống ở các đô thị vệ tinh. Mỗi ngày, họ có thể di chuyển vào trung tâm thành phố làm việc, học tập bằng các hệ thống giao thông hiện đại và trở về tận hưởng cuộc sống cùng gia đình. Và Long An là địa phương mà nhiều người chọn làm bến đỗ bởi khoảng cách dịch chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh làm việc, học tập mỗi ngày không quá xa, thiên nhiên trong lành, nhiều sông rạch, cây xanh nên không khí luôn tươi mát. Theo các chuyên gia bất động sản nhận định, nhờ tọa lạc tại cửa ngõ giao thương giữa thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh miền Tây Nam Bộ, nên hiện nay Long An được ví như miền đất hứa khi khởi động một loạt dự án hạ tầng lớn. Trong tương lai gần, với sự xuất hiện của các ông lớn bất động sản, giá đất nơi đây được dự báo tăng lên từng ngày. Trong số các địa phương tiềm năng của Long An phải kể đến huyện Đức Hòa. Ngoài vị trí đắc địa khi là huyện tiếp giáp trực tiếp với thành phố Hồ Chí Minh, Đức Hòa còn sở hữu những con đường huyết mạch mang tính kết nối vùng và tác động trực tiếp đến quá trình giao thương như đường Nguyễn Văn Bứa. Đoạn đường này đã và đang được nâng cấp, mở rộng từ 32m lên 40m với tổng vốn đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng. Hơn nữa, trong tương lai không xa, việc quy hoạch Đức Hòa thành đô thị loại 3 và thành lập thành phố Đức Hòa trực thuộc tỉnh là một tín hiệu tích cực giúp thêm đà bứt phá đối với thị trường bất động sản tại đây. Tọa lạc tại vị trí vàng cực hiếm, tuyến đường huyết mạch thuộc thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Imperial Grand Plaza Đức Hòa do Mix Group phát triển, sở hữu tiềm năng sinh lời vượt trội và ưu thế đón đầu cơn khát bất động sản thương mại đẳng cấp. Với lợi thế trải dài xuyên suốt dọc hai bên đường, 3/2 bế thế nhất trung tâm thị trấn Hậu Nghĩa, các căn shop house tại dự án mở ra cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn cho khách hàng nhanh nhạy. Đây được xem là sản phẩm nhà phố thương mại đúng nghĩa khi 100% căn shop house đều nằm trên mặt tiền đường huyết mạch, được quy hoạch chuẩn chỉnh, mang đến cơ hội khai thác kinh doanh chưa từng có tại đây, kết nối buôn bán và một cuộc sống năng động đầy hứng khởi. Không chỉ có tiềm năng tăng giá trong tương lai của dự án Imperial Grand Plaza Đức Hòa, thì chúng tôi tin tưởng rằng khi mà dự án phát triển và đi vào hoạt động thì dự án sẽ mang lại một cái giá trị bền vững khi mà sinh lời từ việc cho thuê cũng như là việc buôn bán tại chính dự án.
Có thể nói, việc sở hữu nhiều ưu thế vượt trội cùng số lượng chỉ hơn 400 suất đầu tư giới hạn chắc chắn sẽ mang lại sự khan hiếm và khẳng định giá trị lâu dài của các sản phẩm Shophouse Imperia Grand Plaza Đức Hòa tại thành phố tương lai. Đó cũng là cơ hội mà Mix Group mong muốn khách hàng sớm nắm bắt được nhằm tạo ra cuộc sống đẳng cấp và hoàn mỹ, nâng cao giá trị cuộc sống cho người Việt.